Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi. Các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó bọ cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao? Kính thưa cộng đoàn, trước lời của Chúa Giêsu, anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho, làm cho chúng ta an lòng. Xem ra Thiên Chúa chỉ mong đợi chúng ta cất tiếng thưa với Ngài ước muốn của chúng ta thì Ngài sẵn lòng ban cho chúng ta. Nhưng có phải Thiên Chúa sẽ ban mọi điều theo ý của chúng ta không? Chắc không phải như vậy. Nhưng Ngài biết và Ngài sẽ ban cho chúng ta điều cần thiết theo ý của Ngài. Nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao? Vậy, điều mà Chúa Cha ban cho những kẻ kêu xin Ngài là thánh thần. Kính thưa cộng đoàn, không phải giàu sang phú quý hoặc những điều giống như thế, mà là thánh thần. Trong cuộc sống của chúng ta thường cầu xin Chúa cho chúng ta nhiều điều thuộc về thế gian này, đáp ứng những nhu cầu của mỗi người chúng ta. Nhưng hôm nay, Chúa nhắc chúng ta, điều mà Thiên Chúa muốn ban là Thánh Thần. Chính Thánh Thần là quà tặng, là ân ban vô giá mà Thiên Chúa Cha muốn ban tặng cho mỗi người chúng ta. Vậy chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta Thánh Thần của Ngài, để Thánh Thần hướng dẫn mỗi người chúng ta trong cuộc sống hiện tại, sống cho hợp với ý của Thiên Chúa. Amen.